Hơi thở cuộc sống xin được tiếp nối với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ít nhất đã có 50 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người khác bị thương do lũ lụt và lở đất trên diện rộng ở khu Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo. Và các quan chức của nước này cho biết phần lớn các thiệt hại nặng nề đã xảy ra ở những ngôi nhà được xây dựng trên các vùng đất không được cấp phép. Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Jean-Michel Sama Lukonde cho biết các quan chức vẫn đang tìm kiếm thêm các thi thể của những người bị mất tích. Ở khu vực Galiema, hơn 30 người đã chết và con số này có thể còn tăng lên khi các nhà chức trách vẫn đang thống kê. Trong khi đó, ở một khu vực khác của thị trấn, 5 thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng, một số do bị điện giật. Tường nhà hàng xóm đổ lên người khi chúng tôi đang ngủ. Ơn Chúa bọn trẻ đã kéo tôi dậy, nhưng nhiều người khác thiệt mạng ngay bên cạnh. Từng là một làng chài ven sông Congo, Kinshasa đã phát triển thành một trong những siêu đô thị lớn nhất châu Phi với dân số khoảng 15 triệu người trong 24 khu phố. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng, mặt khác đã khiến thành phố này ngày càng dễ tổn thương với các hình thái thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn và lũ quét, vốn trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Ít nhất 39 người đã chết ở Kinshasa vào năm 2019 khi mưa xối xả làm ngập lụt các huyện trũng thấp và một số tòa nhà và đường xá bị sập. Một tài liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2020 cho hay, ngoài cơ sở hạ tầng bị hư hại, mỗi ngày lũ lụt ở Kinshasa khiến các hộ gia đình thiệt hại tổng cộng 1,2 triệu đô la Mỹ do gián đoạn giao thông quy mô lớn.